ngồi sau xe thì đung đưa cởi em như cởi ngựa rồi đùa, em biết là ghét. Em lại thích phụ nữ dịu dàng. Ổng đi vô em nhìn em thấy bực mình, thấy ghét lắm, tại vì cũng nhoi chứ không phải là bình thường như ta. À, cũng tăng động vô cũng nhoi vậy. Ừ. Lúc đó em với vợ có hứa với nhau là nếu 30 hai đứa mình ế nhau quá thì hai mình cưới nhau. Cho dù 30 lần á. Dạ. Mà chưa tới 30 nữa, 25 nữa là hốt luôn rồi. Chơi nhau một thời gian dài cái tự nhiên cái đang ngồi ăn hủ tiếu gõ hai đứa. Cái tự nhiên ổng đang ăn cái ổng giục đổ xuống luôn bàn, ổng nói mệt quá. Cưới chị 30 tuổi lâu muốn chết luôn. Cưới bà luôn cho rồi đi. Xong rồi lúc đó em vẫn tâm lý là bản thân mà. Em mới nói là mày bị điên hả? Thì cái là coi như là chắc là tỏ tình thất bại. Mời hai em giới thiệu về mình. Dạ chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận và khán giả. Em là Lý Lâm Phong. Em sinh năm 92. Hiện tại em đang làm kinh doanh. Thôi mời em. Dạ em là Trần Bích Huyền. Năm nay em 27 tuổi. Em là thiết kế. Thiết kế nhưng mà bên lĩnh vực nào em? Dạ em là thiết kế nội thất hoặc là đồ họa. Nghĩ hả? Nhưng mà hiện giờ thì em làm giáo viên dạy vẽ. À, cũng được, cũng dính à. Rồi, hai em quen nhau bao lâu rồi và cái tình yêu của các em bắt đầu như thế nào? Dạ thì trước tiên thì em phải kể từ lúc mà em học cấp 2 thì ấn tượng đầu tiên về vợ em là đi chơi chung nhau thì em hay đi chạy xe đạp chở vợ, và vợ rất là hiếu động. Ngồi sau xe thì đung đưa cởi em như cởi ngựa rồi đùa. Và em rất là ghét. Em lại thích phụ nữ dịu dàng. Còn ảnh thì như thế nào em? Dạ là lớp 8 là em gặp chồng em học chung lớp bồi dưỡng tin học á. Ổng đi vô em nhìn em thấy bực mình, thấy ghét lắm, tại vì cũng nhoi chứ không phải là bình thường như người ta. À, cũng tăng động như cũng nhoi vậy đó. Rồi xong mà đi học mà đội nón, mà trong lớp mà đội nón ngầu lắm. Em chưa bao giờ ghét ai, em ghét là em không tiếp xúc với mấy người đó nữa, thì chỉ có duy nhất vợ em là em tuyên bố là tao ghét mày. Chưa bao giờ ghét ai hết á. Ừ. Nhưng mà trước đó là chưa mà các chưa bạn hề có dấu hiệu không có một cái lời nguyền gì cho nhau đúng không? Thì cũng có anh, tại vì đến em chơi thân đến một thời điểm thì bắt đầu em cũng trải qua rất nhiều vấp ngã rồi công việc cuộc sống rồi thì bắt đầu em thân thiết với vợ, tiếp xúc với vợ em nhiều hơn. Thì lúc đó em với vợ có hứa với nhau là nếu 30 hai đứa mình ế nhau quá thì hai mình cưới nhau. Cho dù 30 lần á. Dạ. Mà chưa tới 30 nữa, 25 nữa là hốt luôn rồi. Chắc chắn là hai em là phải có một khoảng thời gian chia sẻ với nhau và nói chuyện với nhau thật nhiều rồi mới bắt đầu mới có tình cảm với nhau đúng không nào? Vậy thì tỏ tình có mắc cười không? Chơi nhau một thời gian dài cái tự nhiên cái đang ngồi ăn hủ tiếu gõ hai đứa, cái tự nhiên ổng đang ăn cái ổng giục đổ xuống luôn bàn, ổng nói mệt quá. Cưới chị 30 tuổi lâu muốn chết luôn, cưới bà luôn cho rồi đi. Xong rồi lúc đó em vẫn tâm lý là bản thân mà, em mới nói là mày bị điên hả? Cái là coi như là chắc là tỏ tình thất bại. Là tỏ tình bên tô hủ tiếu. Trời đất ơi, em tỏ tình lãng nhách gì luôn á hả? Mà thật sự là lúc đó là em đã có cảm tình với bà. Dạ lúc chưa? Đó là em đã bắt đầu thích vợ em rồi. Chồng em á lại đi nói với cô bạn thân khác trong nhóm luôn á là anh sẽ đi hẹn hò với crush. Cái xong tụi chị em nghe xong cái tụi em thấy sao kỳ kiểu em ghen á. Cái xong em hơi ghen rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Em tức quá cái em mới nói với bạn em là thôi cái hôm mà chồng em đi chơi với lại crush á thì em với bạn em đi ăn, cái ai nhà gặp ông này với lại một người bạn khác trong nhóm tụi em đi lại quán ngồi ăn chung vậy, cái hỏi ra em mới nói là đâu đi với ai đâu. Là crush này nè. Đúng không? Dạ. Càng ngày em càng biết là em mới xác định rõ là em rất là muốn quen vợ em và xác định rõ là sẽ cưới vợ em. Thì em mới cố lấy một đêm gần 3 giờ sáng nhắn tin cho vợ. Nhắn sao? Thôi mệt quá quen anh đi. Trời đất ơi. Trời ơi tỏ tình. Lần đầu tiên là quăng đũa, lần thứ hai là nói thẳng vô mặt luôn. Thôi mệt quá quen anh đi. Mà sao em? Tại em nói không? Thôi mệt quá, tôi đồng ý đó. Em suy nghĩ nhưng mà em sợ cái nhóm bạn em á, tại vì tụi nó nói là từ nhỏ đến lớn là chơi trong nhóm không có được thích nhau nha, không có được quen nhau trong nhóm, tại vì quen là lỡ chia tay rồi mất tình bạn ai nè đâu lạ hả. Em suy nghĩ hồi thôi kệ đi, bây giờ mình quen 4 tháng mà mình vẫn còn quen tiếp được á thì mình sẽ công bố với tụi nó cái ai về đâu quen có 1 tháng 2 tháng nè được rồi đó, có tụi nó luôn đi, chắc chắn là mình sẽ cưới nhau. Rồi còn cái nụ hôn đầu đời của đó nó xảy ra trong hoàn cảnh nào và lúc nào? Đi chơi hẹn hò nhau là ôm lại kỷ niệm thời lúc mà mình còn con nít á, là đi vô đầm sen chơi thì chơi, lúc đó em mới chào nụ hôn đầu với vợ. Mà ở đó có một cái ấn tượng là hai vợ chồng đi chơi nhau vui vẻ rồi hôn nhau á, thì vợ em lúc đó đang có niềng thì có cái mắc cài, thì em thì không có kinh nghiệm, mối tình đầu em cũng chưa hôn qua cô ấy, và cuối cùng em hôn vợ mà em nhiệt liệt quá, sướt môi mà kể cả vợ em cũng không biết đến. Trời ơi, dướng niềng đó, dướng niềng. Sướt. Chà, cái nụ hôn mà có niềng răng quá lạ. Sao cái nụ hôn đó rồi, có đi đâu nữa không? Dạ thì thường vợ chồng em thì thích xem phim và coi kịch, đi ăn uống gần, mà vợ chồng em thì không có thích đi nhà hàng này nọ thứ. Em không hiểu đi anh Bin rồi. Không phải, sao em không hiểu anh Bin rồi. Cái cấp độ á, giống như ăn mì cay mà 7 cấp độ đó. Nó vượt qua ranh giới hay không đó. Thì cái nụ hôn đó là cái mới cấp độ 5 thôi, còn cái cấp độ 7 có đi không? Dạ không chị ơi, tại vì cảm giác quen bạn thân á, mà chơi lâu á, đó giống như là anh em trong nhà vậy. Cái cảm giác nó rất là chậm, mà tụi em hay kiểu là vui quá, nhưng nít vậy đó, không có quan tâm nhiều mấy chuyện. Nhưng mà ổng có khi nào mà ổng gợi ý không?
Dạ không, cũng có cơ hội để làm chuyện đó đâu, tại vì là tụi em đâu có đi chơi xa đâu. Có nghĩa là tụi em giữ cho nhau đến đêm tân hôn. Bao lâu tụi em yêu với nhau bao lâu thì mới cưới? Ừ, tức là dạ, tụi 2 năm. Từ khi biết nhau từ cấp 2 cho tới lúc mà tụi em cưới là bao nhiêu năm? Chắc bây giờ là 13, 14 năm. Và trong 2 năm đó là giữ trong sáng. Dạ đúng rồi. Cái đêm đó nó đặc biệt không em? Sao không? Cái đêm đó tụi em ngủ mệt quá. Vậy là cuối cùng suốt mấy 2 năm trời chờ đợi một cái đêm đó, còn em thì sao? Em với vợ cùng mệt quá, lăn nhau ra, ôm nhau ngủ. Đi vô nghĩa quá. Cái nãy đi tuần trăng mật á là tụi em ngủ suốt chuyến đi luôn. Tới giữa tuần trăng mật là ngày thứ 3, tụi trăng mật bắt đầu mới là đêm tân hôn, mà nó cũng tào lao lắm chị. Tào lao lắm hả? Tào lao sao vậy? Tại vì cả hai vợ chồng đều không có kinh nghiệm ấy, thì cứ quờ quạng nhau mà. Sao quẩn nhau dạ. Vậy hả? Chị cảm thấy như vậy nè, vì hai bạn này á là kiểu như chơi nhau thân quá. Thân mà thân giống như trong nhà rồi. Ừ. Thành ra bây giờ tự dưng là dính vô cái chuyện đó, thế là nhiều khi nó cũng cần thiết luôn á, đúng không? Một năm đầu á là tụi em kiểu như là giỡn mặt lắm, kiểu thôi cũng được, khó cũng được, cũng có cũng sao. Ừ. Với cho tới khi mà sau năm thứ 2 là bắt đầu muốn có con, bắt đầu nghiêm túc. Đến gặp bác sĩ. Dạ đúng rồi, tại vì tụi em thả cũng mấy tháng mà sao chưa có. Cũng sợ bác sĩ khám thì đi từ đông sang tây luôn, mà mọi người đi siêu âm đi làm các kiểu, mọi người nó bình thường, không có gì hết. Cái xong mới hỏi bác sĩ, ủa vậy giờ tụi con có khó có con không? Cái bác sĩ mới nói là không, tụi bay dễ có con lắm, tại tụi bay thôi. Mà tại sao thì là anh hiểu rồi. Sao em? Tại sao? Tại vì kinh nghiệm không có. Kinh nghiệm không có. Và bác sĩ có dạy luôn không? Dạ, thì bác sĩ có chỉ một số cách để mình dễ có hơn. Rồi sau khi mà được bác sĩ tư vấn, rồi cái tần suất nó đều đặn hơn, thì tụi em có thấy là cái việc mà về quan hệ, về tình dục đó, nó có cần thiết với tụi em chưa? Hay là nó vẫn như những hồi năm rồi, là có không được, không có cũng được? Cũng vậy thôi. Cũng vậy rồi hả? Vậy luôn hả? Chắc là chưa đúng bài. Hay sao á? Rồi bây giờ nè, bạn với nhau mười mấy năm, rồi yêu nhau là 2 năm, rồi cưới nhau được 5-10 tháng. Đó, ở với nhau một cái khoảng thời gian quá dài như vậy, vậy thì có phát hiện tật xấu của nhau không? Dạ nhiều lắm. Hồi lúc mà chơi thân á là ổng là cái người hay cãi với em thôi, nhưng thật ra là vẫn ít nói, ít mà quan tâm tới những cái sự kiện mà tham gia vô cái cuộc nói chuyện chung. Nhưng mà về nhà là nói rất nhiều, nói từ A tới Z luôn. Xong mà ăn cơm là món này mặn quá, món kia lạt quá. Xong rồi là tật xấu của em, mấy đứa em là cứ kể ra, cứ nói là mày không được như vậy nha. Rồi đồ đạc á là cứ có bao nhiêu đồ mặc trong người á là tối về thay đồ á là thả hết trong phòng. Nói nhiều nè, bừa bộn nè, đúng không? Đó. Bừa bộn nè. Rồi gì nữa? Sau rồi khó ăn uống lắm, mà ăn đồ mà phải khoa học, phải ăn đồ luộc, đồ hấp, không ăn vặt. Rồi giờ tới em đó, cô ấy có tật xấu gì không? Dạ tật xấu của vợ em thì là cứ hay quên lắm anh. Ví dụ là ngày hôm sau mình đi ăn tiệc, dự tiệc thì tối hôm đó em đã báo giờ giấc rồi, sáng hôm sau hỏi một lần. Chưa hỏi 2-3 lần, tối hỏi thêm vài lần. Chuẩn bị đi, trước khi đi còn nửa tiếng hỏi thêm lần nữa. Cứ hay quên vụng về. Lúc trước khi cưới thì em hay qua nhà vợ, vợ làm đồ ăn sáng cho em ăn. Thì làm rất là đẹp, rất là ngon. Mà không hiểu sao từ ngày cưới về, lúc nào cũng làm thất bại. Vậy là hồi đó là nhờ má làm hả hay sao? Dạ, trực tiếp em nhìn luôn á chị. Ồ vậy hả? Dạ. Bây giờ cưới nhà về thì cũng những cái món đó thôi, nhưng mà không mà thất là bại. Không làm thất bại. Ủa lạ vậy? Có tiểu xảo gì không em? Không có luôn chị, tự nhiên em chiên trứng bể hoài. Vậy đó hả? Rồi còn tật xấu gì nữa? Dạ đi chơi với em chồng á thì nói với em là em đi tầm nửa tiếng em về với anh liền, à anh nhà đợi em tí nha. Đi đến 11 giờ em không gọi là không về luôn, đi chơi quên giờ giấc, ham chơi. Rồi cái nguồn kinh tế trong gia đình ai là người nắm giữ? Người quản lý chi tiêu là em, mà vợ em thì bây giờ đang học cao học, thì những hôm đi học á thì em người quản lý chi tiêu em hay hỏi vợ em, vợ ơi em còn tiền không để anh cho em tiêu xài. Thì vợ em, em còn nhiều tiền lắm anh, mà em cứ rất là lâu rồi em vẫn chưa cho thêm. Mà vợ em vẫn còn thì em nghi ngờ thì mới mở cái bóp ra, chỉ còn 15 ngàn mà toàn 1-2 ngàn. Trời ơi. Rồi tiền em tiêu xài sao? Thì em cứ thấy vợ hết thì em cứ lén bỏ vào, rồi cứ vậy cứ tối và em cứ mở bóp vợ để bỏ tiền vào. Má không quan tâm luôn. Vợ em cứ nghĩ là ủa còn tiền nhiều lắm anh ơi, còn nhiều tiền nhiều lắm. Có ông bụt xuất hiện cho tiền á, thật sự là em không hề biết luôn, em không quan tâm luôn hả? Dạ đúng rồi, em không để ý luôn á, tại vì em không có người, em là người không có quản lý được mấy con số, em ghét số lắm, đừng kêu em tính tiền gì hết trơn, em không thể đếm tiền được luôn. Xong rồi lúc nào cũng thấy có tiền cứ nghĩ là chắc mình không xài sướng mà. Thôi kệ vậy đi, ông chồng giống như ông bụt. Rồi còn gì nữa không, có ghen không? Dạ dạ em rất là ghen, chỉ cần em chạy xe á là em liếc nhìn đường á, cứ sẹt cô gái đi ngang qua thì vợ em cứ nhìn nó, anh nhìn gái hả? Thì em phải vậy. Và vợ em thì người thẳng thắn á, mà giống như là bạn bè mà đối xử tệ với cô ấy á, thì vợ em hay nhớ là kể là từ A đến Z không sai một dấu, không sai một chữ, không sai bất cứ cái gì, kể 100 lần là như một. Mà kể đi kể lại.
Dạ. Cứ nhắc tới chuyện đó là em sẽ như bấm nút vậy, là play một cái là nó y chang vậy. Dạ đó là để bụng đó chị. Rồi có mong muốn thay đổi gì không? Em có mong muốn thay đổi, vợ em thay đổi điều gì? Hiện tại thì em chỉ mong muốn vợ em bớt ham chơi, nghiêm túc hơn. Nghiêm túc hơn chống gì? Nghiêm túc hơn với em á, bớt nhai nhua với cả hai vợ chồng mình quá nhai nhua á. Lầy á hả? Dạ, giờ em mà lầy là em lầy theo luôn. Rồi còn em thì em mong muốn ảnh thay đổi điều gì? Em thì ông xã em đối với em thì cũng không có gì để phải thay đổi hết. Nhưng mà riêng về cái mảng sau này mới biết là cái cách đối với mấy đứa em hay càm ràm á, thì em mong là chồng em bớt càm ràm mấy đứa em lại. Vậy thôi. Còn bây giờ chị hỏi nè, trong cái chuyện vợ chồng của tụi em là bây giờ tụi em đã nghiêm túc chưa? Dạ. Hay là vẫn còn nhây nhưa, vẫn còn lầy? Dạ nghiêm túc rồi chị. Dạ tụi em nghiêm túc rồi. Và vợ chồng em vẫn thích chuyện đó, nhưng mà nó không phải là cái chuyện quá quan trọng với tụi em. Vì sao mà tụi em cái cảm xúc tình dục tụi em không có nhiều? Bởi vì tụi em quen nhau lâu quá rồi, thành ra là những cái xúc động, những cái rung động mà về cái cảm giác về tình dục nó bị giảm đi so với cái mà người ta mới gặp nhau. Bởi vì cái gì cũng vậy, mới mà, mới thì nó sẽ tạo ra nhiều những cái xúc cảm khác nhau. Nhưng chị nghĩ rằng trong cái mối quan hệ vợ chồng á, tụi em phải tìm cách nào đó là mình tạo ra cái xúc cảm đó, để mà cái việc đó nó đi đến cái kết quả mà mình đang muốn, đó là đứa nhỏ, hiểu không? Tận hưởng. Mình tận hưởng cái chuyện đó thì em bé sẽ đến rất là nhanh. Cảm ơn chị Hồng Vân. Rồi nhân đây thì anh cũng chúc cho hai vợ chồng em mọi thứ sẽ trở nên hòa hợp hơn, và đặc biệt là năm sau sẽ chào đón một thành viên tuyệt vời đến với gia đình chúng ta. Cảm ơn Quốc Thuận. Rồi xin chào hai em. Xin chào hai em. Mời hai em giới thiệu ngắn gọn về mình. Em tên là Trương Viễn Thức, năm nay em 31 tuổi và đây là vợ em. Trương Viễn Thức á? Viễn Thức là Trương không bao giờ ngủ anh. Trương Viễn Thức. Còn em? Dạ em là Chu Minh Thảo, năm nay em 27 tuổi. Thảo và Thức. Dạ. Thuận xin chào Thảo và Thức. Dạ. Thảo Thức là quen với nhau trong trường hợp nào? Vô tình em lên Facebook đám cưới của một người bạn em. Thấy cô này thấy xinh xinh, cho nên em tìm cách là tìm mọi cái phương pháp để biết cái Facebook của cô này. Em vô cái phương pháp của em là gì nè? Dạ đi hỏi người này hỏi người nọ. Những người mà có liên quan. Cuối cùng cũng moi ra được. Bao lâu thì moi ra được? Dạ có mấy ngày à. Và chủ động làm quen với cô này? Dạ đúng rồi. Thảo thì sao? Dạ thì em nhận được một lá thư. Lá thư viết rất là sến súa. Thì anh là một người dễ thương, công ăn việc làm ổn định. Anh rất là thích em và muốn kết bạn với em. Thì khi mà sau đó em coi lại cái profile á, thì thấy anh này ốm, dễ thương, thì thấy cũng hơi ấn tượng một tí, nhưng mà cũng chưa nhiều. Và không có hồi âm gì hết. Dạ. Rồi. Chỉ có ép fan lại thôi. Ép fan lại. Dạ. Nhưng mà cái quá trình, cái sự tiến triển của hai bạn tiếp theo sau đó thì như thế nào? Sau đó thì khoảng bẵng đi 3-4 tháng, anh này cũng không có động tĩnh gì sau đó luôn. Và một lần thì đang ngồi chơi trên đó thôi, thì ảnh nhảy vào hỏi tên, làm quen. Thì em cũng trả lời một cách bình thường. Và anh có rủ đi cà phê nữa nhưng mà em cũng từ chối luôn. Lý do gì từ chối? Dạ tại vì là ảnh xin số điện thoại thì em không cho. Và em nghĩ là tại vì trên Facebook thì cũng lộn xộn, và mình cũng chưa biết nhiều. Và lúc đó thật ra em nghĩ là cũng chưa đến lúc là phải đi uống cà phê. Thì đến bao lâu thì em mới cho cơ hội để thức gặp? Dạ khoảng chừng là khoảng 2 tháng sau. 2 tháng sau. Ấn tượng của Thức khi mà gặp Thảo lần đầu tiên ở ngoài, bằng xương bằng thịt nó như thế nào? Nói chung là hơi sốc anh. Sốc bởi vì quá đẹp. Dạ quá. Không không đến nỗi lừa tình mà cũng hơi mang tính chất lừa đảo. Sốc là bị dạ tại lúc mà em thấy trên hình là tóc dài xoắn, nhìn đẹp lắm. Nhìn cũng cao cao, miệng nói chung cười rất là đẹp, mà nhìn ngoài thì tóc ngắn. Tomboy. Lại ngồi. Ủa em, bộ đám cưới em đã tóc giả sao? Dạ, vậy? Dạ không phải. Tại vì lúc đó là trên cơ quan em có đi du lịch Thái Lan. Dạ, em qua đó thì em thấy tại vì Thái Lan thì hay chuyển đổi giới tính này kia. Và khi em thấy là hồi nào đến giờ mấy chục năm rồi, em rất thích để tóc ngắn, nhưng mà em không có can đảm. Do đó khi sau khi đi Thái Lan về, con người em cảm thấy là cởi mở hơn. Và em tìm đến chuyên gia này chuyên gia kia và cắt cho em. Cắt luôn? Dạ cắt luôn, là từ tóc dài đến dậy em chơi tém luôn, trong bao luôn. Và tới bây giờ? Dạ tới bây giờ. Còn em gặp chồng em có ấn tượng như thế nào? Có bị lừa tình giống vậy không? Dạ cũng thuộc dạng như vậy đó chị. Không đến nỗi lừa tình mà cũng là vị lừa đảo. Dạ không, cái đó thì do cảm nhận của em thôi. Chứ ảnh trong hình á thì là người ốm, dễ thương, thư sinh. Còn ở ngoài á giống như Doraemon hiện hình.
Dạ, mặc nguyên cái áo xanh lè, rồi cái đầu nó vậy đó chị. Đeo mắt kính nữa, rồi bụng thì như vậy. Thì em thấy trời ơi, chắc cái này không phải gu của mình đâu. Hai gu của mình mà cuối cùng cũng là của mình. Dạ. Thì hai em là quen nhau, gặp gỡ nhau lần đầu ở ngoài đời. Cho đến lúc mà hai em chính thức yêu nhau thì là bao lâu? Dạ, khoảng tầm 2 tháng. Mà lý do gì mà để hai bạn tự dưng là chuyển một cái sự mà cảm giác bị lừa tình nó chuyển sang tình yêu? Thật sự là lần đầu tiên gặp thì cái ngoại hình nó không ấn tượng lắm. Nhưng mà lần thứ hai mà đi ăn với cô này em vô tình nhìn sao thấy cô đẹp quá. Mà em thích cái đẹp. Trên gương mặt của vợ em thích nhất là cái gì? Dạ mũi. Ngoài ra mũi còn gì nữa không? Dạ mắt miệng. Rồi các bạn yêu nhau đến bao lâu thì là đám cưới? Dạ khoảng 3 tháng sau là tụi em tính đến chuyện đám cưới. Lý do? Anh này thuộc dạng cũng liều lắm. Hôm đó thì hai đứa đi đám cưới về. Và anh nói với em là: em ơi, sao anh nôn quá, hay là mình cưới nhau đi. Thì em lại tưởng là ảnh nói chơi thôi. Em mới nói ok, thích thì chiều. Mà sau khi em nghe Thảo nói là thích thì chiều thì như thế nào? Dạ cũng thấy thử coi phải chiều thì không, em chở vô studio. Dạ ngay lúc đó luôn chị. Tức gì luôn. Dạ đúng rồi. Trên đường đi, đang trên đường rồi, đi thì là studio thì Thảo dạ, sao? Thử đồ cưới, thấy đẹp quá, ai cũng trầm trồ khen hết. Tự nhiên em nói là chắc phải nghiêm túc lại quá. Mà không biết ý ảnh sao. Quyết định á là nghiêm túc thiệt á, đúng không? Dạ. Cưới nhau luôn. Các em đám cưới được bao lâu rồi? Dạ 3 năm rồi ạ. Em có vỡ mộng gì về thức không? Dạ cũng có. Lúc mà tụi em yêu nhau á, nó màu hồng lắm, cũng chưa bao giờ cãi nhau một cái gì hết. Nhưng mà khi mà lấy về rồi á, 2 tháng trời á, không đêm nào em ngủ được hết. Tại vì anh nghiến răng. Đêm nào cũng là giống như là đang cưa bom vậy đó. Dạ, cứ càng két. Và sau đó em nghiệm ra được một chuyện, đó là cứ nghiến là em quay đâm tắt một cái. Trời ơi. Là hết à? Không, cũng ít đi và từ từ đỡ dần. Thế bây giờ là giờ còn... Bây giờ em có con rồi, em mệt quá. Mệt của ông em... nghiến chạy ông dạ, không? Đúng rồi. Mắt sao mặt quá, hàng kia mặt nhìn rất là thon. Dạ. Này có dấu hiệu chảy xệ. Còn cái gì nữa không? Ảnh rất mê đá banh. Ảnh thường đi đá banh vào lúc 9-10 giờ không à. Và trở về vào lúc 10-11 giờ. Nghĩa là em đang thiêu thiêu ngủ thì là điện thoại. Rồi xuống mở cửa. Em rất mệt mỏi về điều đó. Bên nhà em á cứ la em là nó đi thể thao mà, đó là rất là tốt. Nhiều lúc em cũng lăng xăng tại sao đi giờ đó, rồi đi đâu này kia. Thì thời gian đầu em có bỏ công sức đi theo. Nhưng mà sau khi có con rồi, cũng vài lần ẩm con theo nhưng mà rồi cũng mệt mỏi quá. Nên bây giờ cho anh thoải mái tự do. Mà anh hỏi thì nghe thức làm gì mà thức đá vậy đâu, một cái giờ đáng hậu. Dạ, mày đá banh đó, em đâu thể ôm cho banh đá mình anh. Dạ. Có hội có giờ đúng ngoài đúng có hội có giờ đó là đá cái sân khoảng 2m, 1m2 cũng đã chứ. Rồi, anh còn cái tính gì không? Anh thấy thức rất là hiền. Hiền thì dẫn tới cặp. Lúc mà em có baby á, anh vui vẻ anh làm này làm kia cho em. Là em biết ngay là sắp đi đá banh nè. Mặt em nhăn nhó thì anh hiểu và anh ở nhà, nhưng mà đêm đó anh lấy cái kéo anh băm trái banh ra. Băm trái banh đôi giày, cái giỏ cũng chờ nữa. Cũng từ cái chuyện đá banh mới biết thêm cái tật là ganh tị. Đúng không? Anh đi đá banh 2-6 là em đi chơi 3-7. Ganh tị. Anh em làm cái này là anh phải làm cái kia cái nọ. Làm chuyện nhà là phân công ra lịch cụ thể. Rồi một cái tật nữa là hay lý sự. Cứng đầu, không có nghe chồng. Lúc nào cũng nghĩ là mình đúng. Lúc nào cũng nói phần thắng về mình. Không phải là em hay ganh tị đâu anh chị. Mà là cả hai cùng đi làm nè. Rồi đi về thì em phải lo cho con cái nữa. Mà mình đã dạ đúng rồi, thì em cũng có cái những nhu cầu riêng của em chứ, nên em muốn là phải có sự công bằng, không thôi em bùng nổ. Đó giờ có bùng nổ. Dạ có chứ anh, bùng nổ là em ghê lắm á. Ghê. Chưa bùng nổ là em thấy ghê rồi. Ở nào? Dạ thì như cái bữa băm trái banh đó, bà cứ nghĩ là em dằn mặt bà cho nên bà làm ghê lắm. Dạ thì bà đòi hả mai mốt là em không có chấp nhận anh vậy nữa, anh mà vậy là em bỏ về nhà ngoài. Nói lớn không? Dạ lớn chứ chị, tại vì em cứ nghĩ là cái mặt em mai mốt như trái banh mà sao không lớn được. Coi như em làm dữ luôn đúng không? Đúng mà em làm dữ luôn, tại vì em sau cái vụ đó rồi ảnh thì cũng thấy bớt. Nhưng mà lại kèm theo đó là hay giận lại. Coi như bé buồn á, bé buồn đó. Dạ. Bây giờ Trúc mong muốn Thảo thay đổi điều gì? Bớt tật cứng đầu lại. Không sao đâu, massage đầu cho vợ đi, vợ sẽ mềm. Tức là chịu lắng nghe chồng nói một chút. Chẳng hạn như em thấy con hơi ho, sổ mũi chẳng hạn em kêu đi bác sĩ. Mà nhất quyết là không đi. Đợi lúc nó bị nặng lên mới chịu đi. Cái sổ mũi đó này kia thì mình ở nhà mình làm các phương pháp cổ truyền trước. Rồi sau đó mình mới thấy không có tích cực thì mình mới đem đi bác sĩ. Chứ không phải là hở tí là mang đi bác sĩ. Còn anh này thì ảnh nóng ruột. Cứ hở tí là đi bác sĩ, hở tí bác sĩ. Mà con trẻ vô thuốc nhiều đâu có tốt đâu. Đúng. Mà em nói ảnh cũng bảo thủ là anh chịu nghe.
À, và cứ nói người lại em là cứng đầu này kia, tự cho mình là hay, tự cho mình là đúng. Thế còn Thảo, Thảo muốn thức thay đổi điều gì? Em muốn ảnh á, có chuyện gì thì hai vợ chồng nói với nhau, chứ đừng làm lì. Chỉ vậy thôi. Được không Đức? Dạ được. Không, bây giờ chị nói nghe nè, có phải cái cảm giác của em á thì thường là mỗi lần mà gây như vậy đó là cứ ít nói lắm phải không? Dạ đúng rồi chị, em hay nói với anh là anh em đâu biết anh ngứa chỗ nào đâu mà gãi, thì mình sẽ bị suy diễn thì ảnh này kêu là em áp đặt ảnh, nên em mong muốn là hai vợ chồng cứ có chuyện gì nói thẳng với nhau. Nhưng mà có bao giờ em nghĩ là tại vì ảnh góp ý em xong em lại cãi lại, em không nghe cái lời góp ý của ảnh, ảnh nản, đâm ra là lần sau là tạo cho chồng em một cái thói quen á là thụ động, có nghe em muốn nói gì em nói rồi nghe, rồi còn chuyện tôi làm hay không đó là chuyện khác nữa. Dạ. Đó, nó có trường hợp như vậy nữa. À. Em hiểu chị dạ. không? Ở đây chị nói ví dụ cái chuyện mà đưa con đi bác sĩ. À, chị không biết những gia đình khác như thế nào, nhưng riêng cá nhân chị thì chị lại đứng về phía Thức. À. Bởi vì như vậy, biết là những cái phương pháp cổ truyền là tốt. Nhưng bây giờ em phải biết trong cái thời điểm này á, cái chủng virus mà cảm cúm á, nó không có đơn thuần, nó không có thuần chủng như ông bà ta ngày xưa. Để mà em chỉ dùng phương pháp dân gian. Có nghĩa là tất cả mọi thứ em phải theo cái chỉ định của bác sĩ. Vì người ta tiếp xúc hàng ngày với những cái đó, diễn tiến như thế nào người ta nắm hết. Dạ. Và theo chị thì em một bác sĩ thôi. À, dạ. Để mà cái người đó họ theo dõi quá trình từ nhỏ tới lớn của con em, thì như vậy nó sẽ có lợi. Đó, thì cái điều đó là chị thấy chồng em nói đúng. Chị nói sau này có những cái mà Thức góp ý đúng thì em nên tiếp thu. Dạ. Và em nên nghe để chồng em cảm thấy rằng là chồng em có hứng thú trong những lần sau, để mà cuộc sống vợ chồng nó thuận thảo hơn. Dạ, em sẽ cố gắng. Vậy nghe, Thảo dạ. Thức. Dạ. Xin cảm ơn cảm ơn anh chị. Dạ. À, xin chào hai em. À, rồi dạ. Mời hai em giới thiệu về mình. Con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quốc Thận. Con tên là Nguyễn Thanh Long, năm nay con 30 tuổi. Hiện con đang làm photographer. Dạ. Chụp hình hả? Rồi dạ. Con đến từ đâu? Con đến từ con người Bắc Ninh ạ. Con đang làm việc và sinh sống tại Hà Nội. À, có nghĩa là con ở Hà Nội, con bay vô đây tham gia chương trình đó hả? Dạ. Oh. Bắc Ninh cùng quý quê với chị. Cùng quê với cô. Cô là gái Bắc Ninh đấy con ạ. Thế là còn con. Dạ, con cũng làm việc ở Hà Nội ạ. Con giới thiệu gì nè, con giới thiệu đi. Con tên là Nguyễn Thanh Nga. Con năm nay 28 tuổi. Và con hiện tại con đang làm thiết kế thời trang và làm stylist ạ. Ồ, ông xã làm photographer. Rồi bà xã làm stylist. Và có make up được không? Con cũng chỉ biết sơ sơ thôi ạ. Kim luôn make up đi để coi như hai vợ chồng coi như là lo trọn gói luôn. Dạ. Tụi con bay vô từ lúc nào? Dạ bọn con bay vô chiều hôm qua. Rồi giờ quay xong chắc mai ra lại hả? Dạ. Ở lại chơi mấy hôm ạ. Vậy hả? Biết ở ngoài Hà Nội mùa này chắc đang lạnh lắm đúng không con? Dạ. Mấy ngày nay thì cũng đang rất là lạnh. Lạnh mà mình còn lạnh nè. Trong này là chỉ xe xe thôi chứ lạnh gì. Ý là so với thời tiết Sài Gòn thì mấy hôm nay Sài Gòn hơi bị lạnh. Mà Hà Nội mới đã, Hà Nội lạnh mới đã nhá. Rồi bây giờ kể cho chú nghe đi là hai con là lần đầu tiên gặp nhau ở đâu và có ấn tượng gì về nhau? Lần đầu tiên con gặp vợ con thì tại đám cưới của một cậu em chơi thân. Thì ngày hôm đó là ngày cưới thì chú rể là bạn chơi thân với con. Cô dâu thì lại là bạn chơi thân với cả vợ con. Đó thì ấn tượng đầu tiên con gặp vợ con thì đó là cái câu chuyện mà khi mà con đang trêu đùa với cả cậu em là con nhìn hai con búp bê ở trong phòng cưới ấy, thì con có trêu là một cô vợ như cô này là sao trông hai con búp bê trông như hai con sách toy đi. Thì sau khi con trêu thì con nghe phía sau là vô duyên. Thì chửi ngay mà liền luôn. Con quay lại thì con thấy bạn nữ nói xong bạn quay lưng bạn đi luôn. Đó, thế là con bắt đầu con để ý. Cay chứ, mới đầu cay mũi chứ. Nhưng mà con có kịp thấy mặt của cô này không? Thực ra lúc đấy là con cũng nhìn lướt qua. Lướt qua. Đó. Nhưng mà cũng có ấn tượng. Bởi vì khi mình nói xong lại có một cô bé người vả ngay vào mặt mình câu đó gì nữa. Cá tính chứ bộ đúng không? Rồi con, như vậy là... còn con sao? Thực ra thì con nói xong thì con cũng chả nhớ đâu ạ. Không, anh nhưng mà gặp... lúc mà con nghe anh ấy khen về hai con búp bê đấy thì cái cảm giác con sao? Con thì thấy là thằng cha này rất là vô duyên và con bột miệng con nói thế thôi ạ. Nhưng mà thực ra là lúc đấy con nói xong con không nhớ là con nói đâu. Khi anh ấy gặp và anh kể lại thì con mới nhớ mang máng thôi. Thì cái đó là gọi là phản xạ vô điều kiện. Vâng, thực ra những người nào mà bị chửi thì sẽ nhớ. Đúng rồi, người ta bạn này là sẽ nhớ mà bạn này sẽ quên đi. Vâng. Nhưng mà là
sau đó rồi một chút nữa ra ngoài tiệc thì có gặp gặp mặt lại nhau không? Dạ, thực ra thì cuối buổi tiệc thì mọi người có nhờ con cầm điện thoại chụp hình giúp. Ừ. Thì con lại cầm điện thoại con chụp hình đúng nhóm của vợ con với cô dâu chú rể. Ừ. Đó. Thì thực ra là sau này khi mà quen nhau rồi thì con kể lại, nhưng mà vợ con bảo là em chẳng nhớ gì cả. Không nhớ gì hết. Ừ. Và cái giây phút mà cái anh này anh cầm máy chụp hình nguyên nhóm bạn á, con cũng chả nhớ về ông này đúng không? Con không có ấn tượng gì ạ. Thực ra con cũng bị cận ạ. Nhìn xa cũng không để ý người nào lắm. Thế rồi sau cái đám cưới đó thì lúc nào là tụi con lại gặp lại nhau? Thực ra là sau đám cưới thì con đã có ấn tượng rồi. Nên là con cũng tìm cách để con tìm info của các bạn nữ mà nói vậy. Con cũng có nhờ bạn con là làm thế nào để làm một bữa tiệc để mời bạn đến. Nhưng mà cũng không thành. Nên là con cũng tìm info, tìm Facebook, tìm Instagram. Rồi và cuối cùng tìm cách làm quen. Không? Thì có cái thông tin về bạn này thì con tìm thì con thấy là bạn này như thế nào? Có đúng với gu của con không? Đúng với người mà con đi tìm không? Con tìm được thì con thấy là rất là xinh. Điều đầu tiên là lúc đấy mới nhìn thật là kỹ, rất là xinh. Và con vào nhắn tin cho cô. Con chủ động, con cũng thả tim story với cả rep story liên tục. Nhưng mà chỉ có nhắn tin thì mới để lại ấn tượng thôi. Nó thả tim thì chắc chắn là cô này sẽ có rất là nhiều chàng trai thả tim. Dạ. Có nhắn. Rồi. Nhắn ở đâu? Dạ. Thực ra là con cũng hay up lúc mà con làm bài đồ án lên ạ. Thì anh có nhắn tin hỏi han sức khỏe, rồi là có hỏi con là có cần giúp đỡ không ạ. Thì thực ra là anh ấy làm chụp ảnh về thời trang mà con thì thấy là vào trong trang của anh ấy chả thấy ảnh up gì cả. Thì con thấy anh ấy hỏi là có cần anh giúp chụp không ạ. Thì con nghĩ là thằng trai chắc chụp xấu nên là mới kiểu muốn chụp miễn phí cho mình ấy ạ. Xong là gặp nhau và nhờ anh ấy chụp, bởi vì thực ra lúc đấy con hết tiền. Hết tiền làm bài. Tức là anh nói chụp free coi như hỗ trợ cho con thôi đúng không? Vâng. Ủa nhưng mà con làm bài đồ án tốt nghiệp thời trang cuối bé này là con là sinh viên mà. Vâng, đợt đấy là sinh viên ạ. Thế là cuộc đời con phải cảm ơn một lần mình hết tiền đó. Chứ lúc đó nếu mà con có tiền con đâu nhờ ảnh là chụp đâu đúng không? Vâng ạ. Thì đâu gặp được chồng mình bây giờ. Nhưng mà lúc mà gặp lại thì có nhận ra ảnh không? Ảnh là cái có ông ạ. Có, vì là thực ra là lúc anh ấy nhắn tin ở cho con ấy thì anh cũng kể là có gặp ở đấy rồi ạ. Nhưng mà con không nhớ vụ là con nói anh ấy vô duyên. Là con nói chuyện bình thường. Rồi như vậy là cái việc nhờ vả ảnh đó, nhờ ảnh chụp free vậy, có tiếp tục không? Thực ra thì sau buổi chụp đấy thì thấy chụp đẹp quá, là về sau cũng có nhờ thêm một số lần nữa. Có free nữa không? Vẫn không lấy tiền. Nhưng còn mà chính ra con dại gái quá cơ thật. Nhưng mà chưa biết có được gì hay không mà lại mất công mất sức mấy lần liên tiếp như thế. Nhưng mà Long thích lắm đúng không? Được nhờ thích lắm đúng không? Bây giờ gái xinh nhờ thì phải thích chứ. Bạn này là để ý bạn này từ đầu. Thành ra là cứ đeo đuổi mới lại tìm thông tin về con này kia nọ. Đó. Thế cho nên là eo ơi sợ thật đấy. Nó nhờ một phát một. Thế hôm đó đừng có nói với cô là đụng một cái show nào đó mà phải bỏ luôn cái show đó để đi chụp cho bạn này nha. Chỉ xin nghỉ làm thôi. Con xin nghỉ mất một ngày làm việc. Bởi vì khi đó con đang làm công ty. Thế có bị thiệt hại về lợi tức nhiều không? Thực ra là cái đó thì nó cũng không đáng là bao so với những thứ mình nhận được. Tức là có đó em. Có thì chắc chắn rồi, giải gái đó. Nhưng mà chú hỏi nè, cái lần thứ hai mà khi gặp lại cổ đó thì con có thấy là cổ có khác so với cái lần đầu mình chạm mặt trong bữa tiệc không? Dạ, có chứ. Đẹp hơn không? Con bị bất ngờ về đầu tiên là lần đầu khi mà con gặp mà vợ con ấy, là bạn để tóc dài lắm. Và lần thứ hai thì gặp thì lại cắt tóc tém. Đấy là việc bất ngờ đầu tiên. Và việc thứ hai là mình chụp hình cho bạn ấy, nhưng mà tức là bạn cũng có nhờ là chụp giúp thêm một hai người bạn, bạn ấy cũng làm đồ án tốt nghiệp thì hai bạn kia thì lại chụp trước. Thì bạn ấy tới và bạn ấy trong lúc chờ chụp thì con quay ra quay vào con đã thấy bạn ấy lăn ra ngủ. Không để tâm gì tới rất tới tự nhiên cả. Không, em rất tự nhiên, em mệt em phải ngủ thôi. Lăn ra ghế sofa ngủ. Em mệt em phải ngủ thôi, em vẽ đồ án lâu coi như thức đêm thức hôm. Dạ vâng. Rồi nhờ tới lần thứ mấy rồi xong sao nữa? Chưa đâu, xong sao nữa, ấn tượng gì nữa? Bạn ấy cũng làm cho mình hơi hoang mang. Sao vì nhờ mình chụp nhưng tới nơi thì cũng không nói chuyện gì. Chuẩn bị đồ xong là ngủ. Thế là mình cũng không biết phải làm gì.
mình cũng không biết là bạn liệu có thích mình không, hay là chỉ tạm thời là nhờ cho sóc. Ủa đó mới là lần thứ hai thôi đúng không? Đó là lần thứ hai gặp nhau. Lần thứ hai thì chắc là chắn là không thích rồi. Cái lần mà bạn này hết tiền đó, thì mới nhờ bạn này chụp free đó. Rồi xong rồi thế con ngủ đến bao lâu thì con mới thức? Đến khi mọi người gọi con dậy bảo là đến được con chụp thì con mới dậy ạ. Vâng. Thì hôm đấy là quá mệt bởi vì là con thức đêm rất nhiều, kiểu như thức đêm mấy tháng rồi ạ. Thì bận quá thì là đến cũng chả kịp mà make up, cũng chả gì đánh một cái son đến ấy ạ. Cả thôi chắc là anh ấy chả có ấn tượng gì đâu bởi vì là trông nó đúng là kiểu hơi nhếch nhác ạ. Thế là đến thì cũng anh vẫn bình thường, vẫn về vẫn liên lạc với mình bình thường ạ, cũng không kiểu chê bai là kiểu mặt mộc hay gì đấy xấu. Nhưng mà con có ấn tượng gì về anh này không? Thế là cũng bình thường ạ, không, tại vì bận ngủ rồi cũng không nhớ. Con không làm, con không làm nổi bật về con, thấy không? Đó cũng là cái tội. Nhưng mà sau khi mà con thấy hình thì lúc đó con mới ấn tượng đúng không? Vâng, cái hình chụp mà ảnh đẹp ạ. Đúng không? Thì lúc đó con mới thực sự ấn tượng về ảnh đúng không? Và sau cái lần thứ hai đó thì bao nhiêu lâu tụi con chính thức yêu nhau? Tháng. Một tháng. Chắc là khoảng một tháng á. Một tháng sau. Dạ. Là trong một tháng đó là mấy lần đi chụp free nữa? Thật ra là con chủ yếu cũng, đi ăn thôi ạ. Cũng không nhớ rõ nhưng chủ yếu là hai đứa rủ nhau đi ăn. Có cái buổi nào mà mình đã bị chụp free rồi mà mình còn phải mất tiền túi ra mình mời cô ấy đi ăn không? Dạ có, đấy là buổi đầu tiên luôn đấy ạ. Sau đấy đấy. Là cái ngày thứ hai, cái ngày thứ hai gặp lại đó, đúng dạ, không? Dạ đúng ạ. Bởi vì bạn này bạn ấy thức đêm mà không ăn uống, thương quá cho nên lo đi rồi ăn. Rồi đến thì mệt, rồi đói lả. Đó, thế là xong chụp xong thì là rồi rủ đi ăn. Nghĩa là sau một tháng là coi như là quen đầu nhau. Đầu tư đấy, đợi một tháng là đầu tư bao nhiêu lần đi ăn đấy em ạ. Vậy thì là Long sao? Tỏ tình trong lúc chụp hình đúng hay sao? Dạ, không ạ. Tỏ tình thì thực ra lúc đấy là trên cái đường mà chở nhau đi. Thì con có hỏi là em có rảnh không? Rảnh không thì làm yêu anh cho nó bận. À, có rảnh không làm người yêu anh đi cho nó bận. Theo rồi. Theo con thì câu tỏ tình đó nó lãng mạn không ạ? Không ạ, khá là nhạt. Nhưng mà con thực ra là cũng thích anh ấy rồi ạ. Là thấy nó nhạt nhưng mà mình vẫn buồn cười. Cười kiểu cười không động được miệng ạ. Bởi vì thích anh ấy. Đó. Đâu cô thấy cái đó đâu có nhạt đâu, có duyên chứ bộ. Tại vì con thấy cái đấy các bạn trên mạng xã hội nói suốt ạ. Có hai cái hình hai cái hình biếm họa đó. Vâng. Coi như là tỏ tình với nhau trên một cái cầu. Chú em có bận không hả? Vâng. Kiểu mọi người nói nhiều quá xong anh bê nguyên đấy và cũng chẳng có gì hài hước gì cả. Hả? Không sáng tạo gì luôn đúng không? Có thể là anh nghĩ anh nghĩ anh hài hước nên là anh khá là vui. Tức là trong cái không gian đó hoặc trong cái thời điểm đó là nó lại không phù hợp. Vâng. Rồi nhưng mà vẫn yêu đúng không? Vâng. Là vẫn nhận lời yêu mà. Cơ bản là thích anh ấy rồi. Thích rồi. Rồi sau đó thì chắc có lẽ là liên tục coi như là hai đứa coi như kết hợp với nhau để mà cùng sản xuất ra nhiều cái bộ ảnh chất lượng đúng không? Dạ vâng. Dạ. Thế tụi con yêu nhau mấy năm? Tìm hiểu nhau mấy năm? Dạ bọn con yêu và tìm hiểu nhau một năm. Một năm. Sau đó là tiến đến quyết định là con cầu hôn vợ con. Thế trong một năm đấy thì có sóng gió ba đào hay là có lần nào mà ghen tuông rồi hờn giận rồi hiểu lầm rồi chia tay chia chân không? Hay là êm đềm? Thực ra thì trong khoảng thời gian yêu nhau bọn con ít khi cãi nhau lắm. Nhưng mà cũng có một lần là vợ con giận rồi cũng cắt liên lạc. Cắt liên lạc mất một tuần. Ôi, giận cái gì kinh thế con? Anh nói dối ạ. Nói dối chuyện gì? Không thành thật bởi vì thực ra là ngay từ đầu hai đứa yêu nhau ấy thì cũng đã nói hết là chúng mình phải thành thật với nhau, có gì mình nói với nhau hết. Và không được lừa dối nhau cái gì cả. Mà con thực ra là từ ngày bé đến tận bây giờ ấy, cuộc sống của con kiểu thanh niên nghiêm túc ấy ạ. Đó chỉ học và đi làm, không yêu đương linh tinh, không chơi bời gì ạ. Thế là con cũng các mối quan hệ xung quanh con cũng thế. Và con cũng nói với anh ấy là con yêu ai thì con cũng lựa chọn những người kiểu có lối sống lành mạnh một chút đi, bởi vì con không muốn va vấp vào những người kiểu chơi bời rồi là nọ kia ấy ạ. Thì anh ấy cũng không thành thật với con, nói ngay từ đầu anh ấy như nào ạ. Và sau đó thì khi con phát hiện ra ấy thì con cũng khá là sốc, bởi vì con không cảm thấy là không hai đứa không phù hợp với nhau nên là con cắt đứt liên lạc. Con phát hiện ra cái gì? Thì con biết anh ấy là một người trước kia khá là một người chơi bời. Vâng. Tức là đi chơi rồi có bầu bịch gì đúng không? Hay sao? Nhưng mà đó là trước kia mà.
Vâng, thì con bảo là vì bạn này không nói ra, tức là hai đứa con không đã muốn bị nói dối ạ. Ừ. Là giận là giấu đó. Thật. Vâng. Giấu thật. Ừ. Không nói hết. Đúng và trong khi con trong lúc thời gian là con trải lòng hết cho anh nghe và những câu chuyện của con. Vâng. Còn ảnh thì không kể. Đúng nên là giận, giận cắt luôn. Tức là về biến mất luôn. Giấu về vấn đề mà cũng có người yêu người yêu cái gì đúng không? À thưa người yêu không ấy, nhưng mà anh ngày xưa anh cũng khá là chơi bời. Cũng đủ thể loại ạ. Nhưng mà cái lúc mà bạn ấy giận á, Long có biết lý do vì sao bạn gái mình giận không? Thực ra lúc đó thì con biết nhưng cũng không làm thế nào để liên lạc được. Thì mãi về sau con hỏi hết các bạn bè thì mới biết là vợ con trốn sang nhà bạn. Thế là mới tìm cách sang năn nỉ rồi xin lỗi rồi làm thế nào để xin lỗi được. Bao lâu mới hết giận? Cũng mất một tuần đấy. Không, cũng cái lúc mà con đến con xin lỗi cổ đó coi như là chẳng phải mất bao lâu thì cổ mới nguôi. Năn nỉ mất nguyên buổi. Một buổi trời. Rồi sao rồi từ lúc là, sau đó là con nghĩ gì trong lòng mà con quay lại? Đã giận một tuần rồi cơ mà đúng không? Vâng. Nhưng mà gặp mặt anh ấy thì thực ra là mình vẫn còn yêu ấy ạ. Và mấy cả nhìn mặt anh ấy cũng mắc cười. Thương cảm hay gì hay là thế thảm? Tại vì con không hiểu sao nhưng cũng là con nhìn mặt anh ấy con cũng buồn cười ạ. Và không nhìn được cười nên kiểu lúc đang giận nhưng tự dưng kiểu một miệng cười hay ra thành tự dưng lại bị hớ. Hớ hay là hết giận. Thôi thế hòa luôn. Vâng. Coi như là Hà vắng mặt. Thì mới giận tiếp tục. Thấy cái mặt thằng này là cứ buồn cười. Khi nào cãi nhau con sẽ không bao giờ nhìn mặt anh ấy bởi vì lúc ấy là kiểu cãi nhau mà nhìn thì con sẽ lại bị buồn cười. Con lại thì cười đúng không? Vâng ạ. Tới bây giờ cũng vậy á, mỗi lần mà giận nhau là phải quay chỗ khác. Đúng rồi. Không nhìn vào mặt ạ. Để cãi nhau. Không nhìn mặt không phải là vì coi như là mặt anh không xứng đáng là tôi nhìn, mà vì mặt anh buồn cười quá tôi nhìn anh tôi chịu không nổi. Sao có thấy buồn cười đâu nhỉ? Mặt rất xinh đẹp dai xinh dai nhá. Ủa mặt con hay làm gì mà khiến vợ con buồn cười? Chắc là tại tính con cũng nhây nhây. Nó cũng cũng không biết diễn tả thế nào nhưng cũng hay hớn hở. Tụi con cưới nhau là được bao lâu rồi? Được 3 năm rồi ạ. 3 năm à? Vâng. Được mấy bé rồi? Dạ, con có một bé 15 tháng ạ. 5 tháng à? 15 tháng ạ. 15? 15 tháng. Vâng. Bé vậy trai bé gái vậy con? Bé trai ạ. Như vậy là cưới xong là có em bé luôn? Không, một năm sau. Một năm sau. À đúng rồi, đúng rồi. Dạ. À. Ôi rồi. Thế ông bà nội đấy có thằng con trai thế ông bà nội sướng không? Ông bà nội thì cũng trai gái đều được ạ. Cũng không, không ý kiến gì ạ. Chứ còn thường là người Bắc á là coi như là đứa cháu trai đầu là thích lắm. Mà còn đích tôn nữa. Đích tôn đấy. Thích lắm ấy. Nhưng mà là lúc mà con đám cưới á, thì là con đã tốt nghiệp. Dạ, xong hết rồi đúng không? Dạ vâng, lúc con đi làm rồi. Có nghĩa là mới đi làm thôi. Vâng. Và công việc của bạn này thì là nhiếp ảnh. Dạ. Mà công việc nhiếp ảnh thì thật sự không phải là thu nhập nó quá cao. Vâng. Cũng không được ổn định ạ. Lúc mà mới cưới thì có gặp những cái khó khăn gì không? Thế hai đứa cưới xong ra riêng hay là vẫn ở chung với ông bà nội ông bà ngoại? Là riêng bởi vì con làm việc ở Hà Nội ạ. Tức là tụi con ra riêng như vậy là bao nhiêu thứ phải lo đúng không? Là quý là mình có nhà riêng chưa hay là mình thuê nhà? Dạ, cưới xong thì bọn con vẫn thuê nhà. Thuê nhà, rồi là hai đứa mặt đứa nào đứa đó phải làm công việc của mình đúng không? Dạ. Cái thời điểm đó là có nhiều khó khăn không? Cũng có, nhưng mà khó khăn có những nhất khởi là nghiệp điểm gì nữa? Vâng, nhưng mà khó khăn nhất là thời điểm con sinh em bé. Tại vì sinh bé xong thì không ở gần ông bà nội cũng không ở gần ông bà ngoại. Mà con thì kiểu như là cũng đang trong đà làm việc ấy ạ. Thì sinh em bé xong thì con vừa làm việc vừa chăm em bé là cũng kiểu bị sức khỏe bị yếu nhiều ấy ạ. Tại vì sinh xong thì khoảng tầm được lúc con đang nằm ở bệnh viện con đã phải làm việc rồi ấy. Bây giờ kiểu như là mắt cũng bị mờ nhiều ấy ạ. Và cũng yếu hay ốm nữa. Vậy hả? Vâng. Rồi Long thì sao? Thật sự là đúng là cái quãng thời gian vợ con bầu và sinh em bé thì thực sự là nó là quãng thời gian khá là kinh khủng. Vì mình cũng không ở gần ông bà. Thêm nữa là công việc, thực sự là công việc hai đứa liên quan đến sáng tạo nên nó rất là áp lực về đầu óc. Nó dẫn đến cái việc mà vợ con stress rất là nặng. Đó. Thế có lúc ấy con stress thôi hay là có trầm cảm không? Trầm cảm sau sinh á? Thực ra là đi khám thì nó cũng có ạ. Thường là dễ bị trầm cảm sau sinh lắm, nếu bị áp lực nhiều á, là phụ nữ hay bị lắm. Thế nhưng mà con đã vượt qua cái đó rồi đúng không? Bây giờ thì ổn rồi đúng không? Cũng chưa đâu ạ. Tới bây giờ trong vẫn quá chưa? Trình điều trị ạ.
Vẫn đang trong quá trình điều trị hả? Ồ, tức là bé được 15 tháng là hơn 1 tuổi rồi. Hơn 1 tuổi rồi. Con nhận thức được cái việc là con bị cái trầm cảm sơ sinh đó, nó là những cái biểu hiện gì? Và hiện tại là con phải điều trị như thế nào? Con bị mất ngủ khá là nhiều. Tại vì suy nghĩ nhiều và kiểu cơ thể nó đã mệt mỏi, chán ăn các thứ ấy. Mà thực ra thì là con cũng có nói chuyện qua mẹ anh. Thì mấy cả kiểu như là con cũng là cáu gắt và nói chung là vợ chồng con cãi nhau khá là nhiều. Anh ấy cũng thấy con có vấn đề về sức khỏe nên là đưa con đi khám. Thì là thì bác sĩ cũng có khuyên là con phải giảm tải bớt công việc bằng nghỉ ngơi, dành thời gian nghỉ ngơi. Và kiểu ăn uống với cả để ý với cả cái giấc ngủ ấy. Tại vì con mất ngủ khá là lâu rồi ạ. Cũng khoảng tầm 3 năm. Cả từ trước khi có em bé cũng đã bị mất ngủ rồi ạ. Tức là bây giờ con có gọi là điều trị đặt gọi là đồ vào cái việc mất ngủ không? Có nghĩa là có phát đồ phải... điều trị không? Ừ, có phát đồ điều trị của con, thứ là chỉ là đang cải thiện lại cái thời gian làm việc và ăn uống với cả bổ sung các cái thực phẩm để cho mình dễ ngủ hơn nhé. Tại vì xuất phát nhiều là mẹ con bị mất ngủ nhiều. Đúng rồi, cái stress với lại cái trầm cảm là những người mà mất ngủ nhiều là rất dễ bị. Vậy con cái giấc ngủ con đủ là ok. Tại vì có mấy ngày liền là con gần như con thức từ tối đến 6 giờ sáng luôn. Kiểu như là nhiều lúc là kiểu bị mệt quá lịm đi chứ không phải là ngủ á. Lịm đi xong rồi sau tỉnh dậy. Tại con biết không, ngủ không được, nó suy nghĩ lung tung lắm. Cứ miên man nghĩ tầm bậy tầm bạ, nghĩ chuyện này sợ chuyện kia sợ qua chuyện nọ đó. Rất là mệt luôn. Mà nhiều khi kiểu mình không dám kể mọi người. Bởi vì nhiều khi lại con cũng muốn tâm sự với người này người kia ạ. Nhưng mà khi con kể ra thì mọi người thấy nó bình thường và nghĩ là con hơi làm quá mọi việc lên ý. Nên là con lại tự giấu bảo mình không dám nói ra. Không, ai? Không được, không được. Ai? Người nào phản ứng với không, với tức là đó. Bé nó sợ. Bạn sợ đúng bé không? Bé nó sợ là mọi người sẽ nghĩ là nó làm quá ra bởi vì tất cả những cái việc đó là tức là nó là một cái chuyện hết sức là bình thường thôi con. Nó mà tại vì nó là bình thường mà con. Cái chuyện mình mất ngủ nè, xong rồi mình ngủ không được, mình ăn không được. Rồi mình gặp cái gì mình cũng cảm thấy mình chán, mình không có muốn thiết cái gì trên đời. Đó là chuyện bình thường nhưng nó là bất thường với một cái sự lặp đi lặp lại liên tục á. Nhất là cái việc mà con không ngủ được. Không ngủ được, nó suy nghĩ đủ thứ trên đời. Và con phải nói. Không ngủ được ấy. Con phải nói ra. Bây giờ con nói với đứa bạn thân của mình cũng được, con nói với chồng cũng được. Mà con phải lắng nghe. Con phải lắng nghe. Nhưng mà con đã nói với chồng chưa? Và chồng con nói hết tất cả những cái vấn đề mà mình đang gặp phải với chồng hết rồi đúng không? Thực ra ban đầu thì anh ấy cũng không quan tâm mấy. Bởi vì kiểu đàn ông mà, nên là mấy cái này kiểu người ta cũng nghĩ qua qua thôi ạ. Về sau thì thấy sức khỏe với cả cái mối quan hệ của bọn con kiểu đi xuống rất nhiều ấy. Thì anh ấy bắt đầu để tâm hơn và cũng đưa con đi điều trị và giúp đỡ con. Thôi. Tức là phải chú ý cái này nha con. Tại vì thực ra vậy nè, cái trầm cảm sau sinh á thì nhiều người bị lắm chứ không phải mình vợ con đâu. Nhưng mà thường á cái phát đồ của nó là khoảng 1 năm là nó sẽ giảm thiểu đi. Và nó tự hết. Tại vì cái người phụ nữ họ tự điều chỉnh được. Nếu như có cái sự hỗ trợ của những người xung quanh, họ tự điều chỉnh được. Nhưng mà vợ con 15 tháng mà vẫn còn như vậy á, là có nghĩa là bắt buộc con phải sát bên vợ con và lắng nghe vợ con nhiều hơn. Đó, nó là như vậy thì mới hết được. Thì nó sẽ hết thôi con ạ. Nhưng mà đầu tiên giờ là cải thiện giấc ngủ. Bằng mọi cách là vợ con phải ngủ đủ. Cái ngủ xong khỏe hay là suy nghĩ tích cực lắm chứ không có tiêu cực nữa. Suy nghĩ tích cực rồi thì sẽ ăn được. Đó, nó vậy đó con. Rồi bây giờ ngủ được không? Thời gian gần đây thì con cũng đỡ rồi ạ. Thôi, nói chung là cố gắng. Phải ngủ được nha. Rồi chồng thì tối có canh con phụ vợ không? Có. Đó cũng là một cách để mà đồng hành với vợ. Thôi sẵn đây là con kể tội chồng con cho cô nghe luôn đi. Để cô khuyên nó luôn. Mình đến cái phần vui vẻ đi. Thực ra thì thấy thời gian bây giờ thì gần như là hai vợ chồng khá là hòa hợp. Bởi vì hiểu nhau hơn á. Thời gian trước thì là anh ấy là có điểm đam mê với game. Mê game. Và khi yêu nhau thì thực ra con dễ tính lắm. Con không hề bắt anh ấy phải làm gì đâu ạ. Không bắt anh ấy là phải mua này mua kia cho mình. Hay là em nhiều khi là các bạn nữ bây giờ ấy thì thường là đòi hỏi người yêu là phải mua cho mình đồ này đồ kia. Nhưng mà con thì không, con thấy cái đấy là không cần thiết. Anh ấy thì cũng nghĩ là con dễ tính, nhưng mà cái vấn đề chơi game anh ấy chơi từ khi yêu con đến khi lấy rồi ạ. Và khi có con vẫn chơi. Tới bây giờ vẫn còn mê game? Thực ra bây giờ vẫn mê lắm nhưng mà cũng hạn chế. Tại vì cũng biết nghĩa là vẫn hạn. Còn vẫn còn. Đó. Còn gì nữa nè? Thực ra là vô tâm. Vô tâm thì con nghĩ là
như đàn ông thì ai cũng như vậy ạ. Không, không phải đâu. Không phải là đàn ông nào cũng vô tâm đâu. Vâng. Đó. Nhưng mà đa số thì không. Không, không có bạo biện được cái chuyện đó cho chồng con, không có vô tâm. Rồi. Có thể vô tâm lúc chưa có gia đình thôi. Nhưng mà khi mình đã có người yêu rồi, mình lấy người ta rồi, mình lại có con rồi thì mình không thể vô tâm được. Cái đó chữa được nha con. Bệnh vâng. vô tâm không phải là nan y nha con nha. Vâng. Tại vì con biết anh ấy là người khá tốt bụng ấy ạ. Là vấn đề vô tâm chẳng qua là mình lúc nào ở bên cạnh anh ấy kiểu thành ra để tâm ra cái vui vẻ khác như là chơi game hay là hẹn hò bạn bè các thứ ấy thì anh ấy để tâm cái khác thôi, chứ còn đâu thật ra khi mà ở với con thì anh vẫn yêu thương con và con nhiều làm gì thì anh cũng sẽ làm cho ạ. Rồi về nhà thì có bừa bộn không? Thường mấy ông nhiếp ảnh là hay quăng này quăng kia có không? Có ạ. Và con là người dọn dẹp. Thực ra là ban đầu là con có dọn nhưng về sau là con bắt phải dọn để cho mà nhớ nhưng mà cũng không nhớ ạ. Nhưng mà bây giờ có cải thiện không? Đỡ, ví dụ như là 10 thì đỡ được khoảng tầm 4 năm thôi ạ. Tại vì cái tính như vậy rồi không biết thế nào. Cũng rồi đỡ bây giờ hai vợ chồng làm chung công việc, chồng thì nhiếp ảnh, vợ là stylist đúng không? Vâng. Nhiều khi là model luôn. Tại vì làm chung công việc thì có phát sinh cãi vã hay là mâu thuẫn gì không? Có. Style mỗi người có mỗi khác không? Hay là hòa hợp được cái như, style đó, em thích cái mẫu này nó phải dày không? Em phải thích cái mẫu khác đó, như vậy là không được. Rồi một hồi là bắt đầu mâu thuẫn, bắt đầu là tranh luận với nhau. Đó. Thực ra là làm việc với nhau thì nó phát sinh ra rất là nhiều vấn đề mâu thuẫn. Bởi vì vợ con thì lại là một người làm việc cực kỳ tập trung và nghiêm túc, trong khi tính con khi làm việc nó bị trái ngược. Là con lúc nào con cũng thích có nhạc rồi vui vẻ, rồi tạo mood. Có nhiếp ảnh là vậy. Đó. Nhưng mà khi mà làm việc với vợ con thì vợ con lại là người cần cái sự tập trung cao độ, đắt nhạc. Đó. Có nhạc được nhưng mà phải tập trung mà làm nhanh gọn, không được dài lê thê. Rồi sẵn đây, kể tật xấu của vợ luôn đi. Thực ra là tật xấu thì đến thời điểm này con cũng không thấy vợ con có gì nhiều ngoài cái tính nóng nảy. Khó tính không? Lúc trước khi cưới thì con có nhận xét vợ con là dễ tính. Sau khi cưới thì người yêu tớ dễ tính lắm. Sau khi cưới thì phải thêm chữ nóng là dễ nóng tính. Dễ nóng tính. Chứ còn không khó tính hả? Khó tính, kỹ tính, nóng tính. Vợ con không phải là người khó tính mà vợ con là người cầu toàn và kỹ tính. Kỹ tính. Kỹ tính. Kỹ tính và nóng tính. Kỹ tính và nóng tính. Có ghen không? Cũng ghen ác. Tại vì chụp hình cho người mẫu nhiều mà đúng không? Tài xế hay là một nè. Nhiếp ảnh là hai nè. Diễn viên điện ảnh là ba nè. Đó là ba cái đối tượng đó là dễ làm cho vợ. Cái từ khi có người yêu mới lợi lấy vợ thì không chụp mắt mẻ bao giờ. Hay sửa áo, sửa này, sửa kia rồi. Nhưng mà là... có khi nào mà con ghen với cái công việc của ảnh không? Không, tại vì là thực ra thì con mấy cái anh ấy thường làm việc chung và anh ấy cũng sửa ảnh và cũng hay cho con xem ảnh gốc của mọi người cũng không được đẹp như ảnh Photoshop ạ. Cho nên không có gì phải ghen đúng không con? Họ cũng giống mình. Rồi con mong muốn vợ con thay đổi điều gì đâu? Thực ra với con thì những cái điều mà vợ con làm con rất là trân trọng, cảm ơn. Con chỉ muốn vợ con hãy luôn bình tĩnh và lắng nghe, bởi vì mọi điều con hay là người thân làm chỉ mong một điều tốt nhất cho vợ con. Nên là với vợ con là một người nóng tính thì bây giờ chỉ cần lắng nghe một chút. Lắng nghe một chút để biết được những gì đang xảy ra xung quanh mình. Còn con sao? Con mong chồng con thay đổi điều gì? Thật ra thì bây giờ anh đang thay đổi rồi ạ. Nên con mong anh ấy là vẫn tiếp tục như thế thôi ạ. Dạ, anh thay đổi gì? Anh đã thay đổi gì? Anh bây giờ cũng không vô tâm và cũng không quan tâm đến con và con trai con ấy ạ. Về chăm sóc gia đình, về nhà, đi làm về thì giúp vợ làm hết việc nhà. Em chỉ việc là làm nghỉ ngơi thôi ạ. Ôi vậy đâu. Như vậy có nghĩa là chồng con đang xác định là chồng con phải làm sao để cho con hết hẳn cái stress, cái trầm cảm của con đó. Và từ khi yêu và lấy con thì anh ấy ngày trước anh cũng có chơi bời, cũng thử hết các thứ, nhưng mà từ khi yêu và lấy con thì tự nhiên con không bao giờ thấy anh ấy hút thuốc, bởi vì con rất sợ cái mùi thuốc ấy ạ. Không bao giờ hút thuốc và cũng dần dần bây giờ cũng không chơi game nữa. Thế thì tốt, thay đổi rất nhiều với con. Thật ra là chúc mừng con. Và có thể nói là con chắc con hết cái vụ trầm cảm sau sinh rồi đó. Nhiều khi con không biết đó. Với lại lên chương trình ngày hôm nay với sau khi con nói được hết ra rồi, với sự chia sẻ của chị Vân cũng như là với những cái hành động của chồng con, thì chú nghĩ là
cái việc mà để gọi là con vượt qua cái trầm cảm sau sinh đó chắc có lẽ là nhanh chóng thôi. Họ biết đâu bây giờ là đã hết rồi đó. Thực ra là cũng hết, bởi vì là vẫn con vẫn còn bị suy nghĩ và lúc nào bình thường ấy thì con sẽ nghĩ được là anh ấy rất tốt, nhưng mà khi mà lên cơn ấy, đúng là lên cơn ấy thì là không suy nghĩ được gì nữa. Đúng rồi, tại vì cái tức là bạn là vẫn vì cái bệnh nó chưa hết cho bạn dễ bị kích động. Đúng chứ không phải là bạn chỉ nóng tính đâu. Bạn kích động thì đương nhiên bạn không kềm hãm được, là bạn phải bùng phát lên. Đó cho nên rằng là bây giờ á, cái việc mà con cải thiện đầu tiên là con phải tìm giấc ngủ. Con cứ đi tìm giấc ngủ xong đi, rồi bắt đầu tự động là nó sẽ bớt đi tất cả mọi thứ. Và bây giờ muốn tìm giấc ngủ cho dễ á, thì tạm thời một thời gian cái công việc của con á, con xả hết ra. Con đừng suy nghĩ gì đến công việc nữa. Tại cứ coi như con cứ đổ thí cho chồng con đi. Anh kiếm tiền, anh lo toan này kia nọ ấy đi. Bắt đầu con xả ra. À, con chỉ nghĩ đến chuyện là giờ chăm con nè, chơi với con nè. À, rồi trang hoàng nhà cửa hoa hòe, nói chung là hoặc thích đi coi phim thì là em đi coi phim, thích đi ăn hàng thì em đi ăn hàng, đại khái như vậy. Để con tìm lại cái giấc ngủ. Tại con càng suy nghĩ con càng không ngủ được. Và cái dòng nó ngộ lắm con. Đó nha. Rồi bắt đầu là con cứ tập từ từ từ. Thường á là cô thấy ở trên YouTube á nó có cái mà cái nhạc á, cái nhạc ngủ á, nhạc nghe vào ngủ liền. Nhạc nghe ngủ á được lắm á nha. Mới đầu có thể con chưa thử rồi, nhưng mà cái không, con cứ để hoài. Con đừng có thấy là một hai lần con thấy không có ăn thua gì. Không, con cứ để hoài. Nhưng con tạo nó tạo thành một cái thói quen là cứ để con nghe. Con ngủ lúc nào con không biết. Bây giờ con đi tìm giấc ngủ trước đi, rồi con hãy tính tới những chuyện kia. Còn bên cạnh là con là chồng con đã biết cái cách để trị cho con rồi. Thì giờ anh vẫn tiếp tục anh làm cái điều đó. Vâng. Còn riêng con là con phải tìm giấc ngủ cho cô. Còn riêng Long thì chú muốn nhân cái cơ hội đến với chương trình Vợ Chồng Son này và nhìn thấy cô vợ mỏng manh yếu ớt của mình đang trong cái giai đoạn này thì đang rất là cần một cái gì đó từ phía Long. Đó, và nhân cơ hội này thì chú nghĩ là Long nên có một lời nói hay một cái hành động gì đó để mà nói với vợ mình nhân cái kỷ niệm ngày hôm nay. Đúng rồi. Thật ra thì nhìn nói với vợ nghe. Nhìn vào mắt vợ. Ôi, vợ để cho vợ yên luôn. Tâm nè. Nắm tay vợ đi. Thật ra thì anh biết tất cả những cái điều em đã hy sinh, em đã làm hay em đã vượt qua để ở bên cạnh anh và con. Bằng mọi giá, bằng bất cứ hành động hay sự đánh đổi nào thì anh cũng chỉ mong một điều duy nhất là em vui vẻ và khỏe mạnh. Những thứ khác không quan trọng. Nói cái cho chồng yên tâm đi con. Chúng mình cùng cố gắng nhé. Ôm vợ cái đi. Ấy, sổ ôi tình tứ quá cô. Mà xúc động lắm á. Thôi cô cũng chúc cho tụi con sẽ hạnh phúc với cái sự lựa chọn của mình nha. Hai đứa các con đã chọn nhau rồi. Thì các con đã chọn hạnh phúc và chọn yêu thương rồi thì tụi con sẽ bền vững với cái điều tụi con đã chọn nha. Cố gắng ha. Xin cảm ơn hai vợ chồng Long nha. Chút nữa chúng ta sẽ gặp lại.